trân trọng cảm ơn. Kính thưa các ông bà lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa quận Lê Chân, được sự nhất trí của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Biên, hôm nay tổ dân phố số 4 long trọng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023, nhằm tuyên truyền lịch sử truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung cuộc vận động năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024, biểu dương thành tích tổ dân phố, các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Về dự đại hội với tổ dân phố hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu, đại biểu phường trân trọng xin giới thiệu bà Nguyễn Thị Ngân, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, và Hoàng Thị Kim Anh, Đảng ủy viên, Thường trực Đảng ủy phường. Bà Nguyễn Thúy Hằng, công chức văn hóa xã hội phường, công chức phụ trách tổ dân phố số 4. Bà Ngô Ngọc Anh, công chức văn hóa xã hội phường. Cùng các ông bà lãnh đạo, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng các đoàn thể chính trị, xã hội, thành viên ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phường, công chức theo dõi các tổ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu tổ dân phố xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Phương, Bí thư chi bộ, ông Nguyễn Minh Tâm, tổ trưởng tổ dân phố, bà Đinh Thị Quỳnh, trưởng ban công tác mặt trận và các chi hội trưởng đoàn thể nhân dân, cùng toàn thể cán bộ nhân dân tổ dân phố số 4 về dự đông đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Nhân dịp ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của tổ dân phố số 4 ngày hôm nay, chúng ta vui mừng được đón nhận tình cảm và những nắng hoa chúc mừng của các đơn vị cá nhân. Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Gia Tuấn, chi hội phó, chi hội cựu chiến binh, đại diện cho các chi hội nhận tặng hoa chúc mừng. Xin kính mời bà Nguyễn Thị Phương, bí thư chi bộ tổ dân phố nên nhận hoa. Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố số 4 lên trình bày diễn văn kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa các ông bà lãnh đạo, các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể bà con, trong không khí nhân dân cả nước sôi nổi hưởng ứng các cuộc vận động phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, hôm nay tổ dân phố số 4 chúng ta vui mừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc và tổ dân phố nhằm thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023. Thông qua ngày hội nhằm tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới, lập thành tích chào mừng đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng thời đánh giá kết quả một năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động toàn dân toàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân, những tấm gương tiêu biểu có nhiều thành tích hoạt động thiết thực
góp phần xây dựng cộng đồng dân cư của chúng ta ngày càng đoàn kết, ngày càng vững mạnh. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con, trong suốt tiến trình phát triển của đất nước, từ khi Đảng ra đời, những dấu mốc lịch sử vĩ đại của dân tộc đều có dấu ấn lớn lao của Mặt trận, một tổ chức được thành lập bởi sự sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tinh thần yêu nước và truyền thống đại đoàn kết của dân tộc. Trải qua 93 năm ra đời và phát triển với nhiều tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện từ Hội Phản đế Đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên các bộ tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân trong mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi thực dân đế quốc, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đem lại tự do hạnh phúc cho đồng bào. Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, mặt trận đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử, và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nhân dịp này, chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: chính sách mặt trận là chính sách rất quan trọng, công tác mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng. Nguyện cùng nhau tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đổi mới phương thức triển khai và nâng cao hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, theo hướng xác định nhiệm vụ trọng tâm công việc, triển khai các hoạt động vì người nghèo bằng nhiều việc làm thiết thực và tổ chức các hoạt động thiết thực xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, giàu đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con, trong niềm vui của ngày hội hôm nay, xin trân trọng cảm ơn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ và hướng dẫn tận tình. Xin chân thành cảm ơn toàn thể bà con, các tổ chức trong cộng đồng dân cư năm qua đã đồng tâm hiệp lực, đem sức lực, trí tuệ đóng góp xây dựng cộng đồng dân cư đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Thay mặt kính mời ông Nguyễn Huy Tâm, trưởng ban vận động tổ dân phố số 4, lên báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2024. Xin kính mời ông. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các vị đại biểu, tư toàn thể nhân dân, trước tiên cho phép tôi xin thay mặt cho cán bộ toàn dân tổ dân phố số 4 xin được gửi lời chào trân trọng nhất và chúc đại hội đoàn kết của chúng ta thành công. Thay mặt ban vận động toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa tổ dân phố số 4, tôi xin trình bày báo cáo kết quả năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Thứ nhất, về đặc điểm địa hình, tổ dân phố số 4 được hình thành bởi thực hiện nghị quyết số 26 của Hội đồng Nhân dân thành phố năm 2022. Theo đó, tổ 4 của chúng ta được hình thành bởi các tổ cũ ghép lại gồm một phần của tổ 1, một phần của tổ 2, một phần của tổ 5 và một phần của tổ 11. Cho đến nay, tổng số hộ của tổ 4 chúng ta là 370 hộ với 1.788 khẩu. Thành phần chủ yếu là nhân dân lao động, viên chức, công chức nhà nước về hưu và các cái buôn bán lẻ, trong đó 70% các hộ trong ngõ. Và các tổ chức đoàn thể gồm chi hội, chi đoàn thanh niên, ban công tác mặt trận, chi hội chiến binh, chi hội phụ nữ, chi hội người cao tuổi, chi hội chữ thập đỏ và tổ bảo vệ dân phố, ban hòa giải, nhóm đảng viên sinh hoạt tại phố. Với những đặc điểm trên, ban vận động và ban công tác mặt trận
của tổ dân phố cùng với chi hội đã vào cuộc, và chi hội đoàn thể sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân trong tổ, từ đó xây dựng được chương trình, thực hiện được 5 nội dung cuộc vận động và rất đáng khích lệ. Trên đây là bản báo cáo kết quả triển khai vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị năm 2023 và phương hướng năm 2024. Tổ dân phố số 4 chúng tôi rất mong được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Biên cùng sự đồng thuận của toàn dân, cán bộ, đảng viên và nhân dân để thực hiện tốt các cái chỉ tiêu vừa đề ra. Cuối cùng xin kính chúc các vị lãnh đạo, các vị đại biểu và toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc. Kính thưa hội nghị, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của cán bộ và nhân dân tổ dân phố số 4, Ủy ban nhân dân quận Lê Chân, Ủy ban nhân dân phường An Biên đã khen thưởng tập thể, cá nhân, các cá nhân của tổ có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Kính thưa hội nghị, tại quyết định số 2434 ngày 27 tháng 10 năm 2023, ông Nguyễn Hoàng Linh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Lê Chân đã ký quyết định công nhận tổ dân phố số 4 đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa năm 2023. Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chúc mừng. Sau đây xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Huy Tâm, tổ trưởng tổ dân phố lên sân khấu. Xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Ngân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường lên trao giấy khen cho tổ dân phố. Xin kính mời bà. Kính thưa hội nghị, tại quyết định số 157 ngày 18 tháng 10 năm 2023, ông Nguyễn Đông Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Biên đã ký quyết định công nhận số 290 gia đình thuộc tổ dân phố số 4 đạt danh hiệu gia đình văn hóa, và 27 gia đình đạt tiêu chuẩn danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu có 5 gia đình. Xin kính mời ông bà lên sân khấu. Xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Ngân, đảng ủy viên, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường lên ra phần thưởng cho các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc.
Kính thưa hội nghị, trong thời gian qua, tổ dân phố số 4 luôn nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường. Về dự và sự chỉ đạo hội nghị hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu kính mời bà Nguyễn Thị Ngân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các đồng chí lãnh đạo, toàn thể bà con nhân dân tổ dân phố số 4. Hôm nay tổ dân phố số 4 chúng ta vui mừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023. Về dự chung vui với tổ dân phố hôm nay, thay mặt cho ban chỉ đạo phong trào và ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân tổ dân phố số 4 lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng và chúc cho ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của tổ dân phố chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, cứ định kỳ vào tầm này hàng năm, các tổ dân phố lại tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc để kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổng kết đánh giá kết quả một năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Năm nay là 93 năm đánh dấu sự ra đời của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một tổ chức tập hợp mọi người Việt Nam yêu nước vì mục tiêu chung của cách mạng, của Đảng, của dân tộc, tạo nên sức mạnh to lớn, lực lượng hùng hậu để thực hiện thắng lợi trọn vẹn các mục tiêu của cách mạng. Trong đó thì cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đã mang nhiều ý nghĩa và giá trị to lớn. Đối với tổ dân phố số 4 thì việc triển khai thực hiện cuộc vận động cũng đã được quan tâm và thực hiện nghiêm túc. Cụ thể về kết quả của cuộc vận động tại tổ dân phố thì trong báo cáo tổng kết năm 2023 của đồng chí Nguyễn Huy Tâm, trưởng ban vận động cũng đã nêu rất là rõ. Thay mặt cho ban chỉ đạo phong trào của phường thì tôi xin được cảm ơn sự nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo tổ dân phố, sự chung tay của toàn thể nhân dân trong tổ dân phố số 4 và cũng xin được chúc mừng những thành tích của tổ dân phố đã đạt được trong năm qua. Xin được chúc mừng những gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu và gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc trong năm 2023. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, trên cơ sở các công việc và nhiệm vụ tiếp theo trong thời gian tới của cuộc vận động đã được nêu trong phần phương hướng nhiệm vụ của tổ dân phố, thì tại hội nghị này, thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo địa phương thì cũng xin đề nghị tổ dân phố chúng ta quan tâm một số những nhiệm vụ cụ thể sau đây. Thứ nhất là tiếp tục duy trì thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong đó thì chú ý các nhiệm vụ trọng tâm như là công tác tuyển quân, chỉnh trang đô thị, văn hóa xã hội, làm tốt công tác hòa giải tại cơ sở để góp phần xây dựng ngõ phố văn minh, đoàn kết, đảm bảo an ninh trật tự. Và đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy. Trong thời gian qua thì đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm và chỉ đạo rất quyết liệt. Rất mong là trong thời gian tới, nhân dân tổ dân phố số 4 chúng ta quan tâm hơn nữa đến công tác tự phòng chống cháy nổ trong từng gia đình và tự trang bị các phương tiện chữa cháy tại chỗ. Mỗi gia đình chúng ta nên trang bị ít nhất là một bình chữa cháy để chủ động trong công tác chữa cháy kịp thời 4 tại chỗ. Tiếp theo là rất là mong muốn quan tâm các đồng chí lãnh đạo tổ dân phố quan tâm đến việc vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, duy trì các hoạt động ngày thứ bảy cùng dân cũng như là việc vận động tuyên truyền nhân dân để phân loại rác thải tại nguồn. Tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện những hoạt động, những phong trào của do phường phát động. Kính thưa hội nghị, với kết quả đạt được trong thời gian qua thì chúng ta hy vọng và tin tưởng là tổ dân phố số 4 sẽ tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Về chung vui với tổ dân phố số 4 hôm nay thì một lần nữa xin được kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân tổ dân phố số 4 mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các ông, các bà, lãnh đạo, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân,
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Biên. Thưa toàn thể bà con tổ dân phố số 4. Thay mặt lãnh đạo tổ dân phố, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo phường dành cho tổ dân phố chúng tôi. Trong thời gian tới, lãnh đạo tổ dân phố chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực đoàn kết để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của tổ dân phố. Xin trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường An Biên đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất để ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn bà con trong tổ dân phố số 4 đã đến dự đông đủ với tinh thần trách nhiệm góp phần để ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn và kính chúc các ông, các bà lãnh đạo cùng toàn thể bà con tổ dân phố số 4 lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Hội nghị xin được kết thúc tại đây. Xin trân trọng cảm ơn.